Minh Khôi Radio xin kính chào tất cả các bạn đam mê thanh bãi trên toàn quốc nhé. Thì hôm nay bên em dọn kho còn khoảng gần chục đôi loa các bác nhé, với 4-5 cây âm ly này. Thì bàn giá thanh lý cho tất cả các bác. Bác nào quan tâm đến sản phẩm này bên em thì liên hệ trực tiếp hotline các bác nhé. Thì em xin giới thiệu luôn là đôi Pioneer V16 này. Đôi Pioneer CS330 các bác nhé. CSA27 này. Và đây là đôi Demon SC107 các bác nhé. Tất cả đều là loa nghe nhạc các bác nhé. Nghe vàng, nhạc trữ tình rất hay. Cái đôi V16 này có thể là vừa nghe vừa hát được karaoke các bác nhé. Và có mấy mã âm ly các bác. Âm ly Nhật xuất châu Âu các bác nhé. Continental Edison này, với một con Victor AX-S9 này, con đánh nhạc vàng cực kỳ hay các bác nhé. Âm ly đài này, rồi cái con chỉ con R8000 các bác nhé. Còn mấy mã này cũng rất là hiếm các bác. Hai con Continental các bác nhé, hai âm ly Continental, một đôi nạc cây châu Âu này. Đấy, các bác nào yêu quý mấy cái mã này thì book trực tiếp cho em nhé. Giá thanh lý các bác nhé. Bao zin cho các bác luôn. Đến tại nhà, tại cửa hàng các bác nhé. Rất là đẹp.